Xin chào toàn thể các bác. Để tri ân hơn 7.000 lượt đăng ký kênh của em thì hôm nay em làm một phiên giảm giá cho tất cả các mặt hàng hoa lan của nhà em trong ngày hôm nay. Các bác có thể liên hệ số điện thoại 0914 996 482 để đặt hàng các bác nhé, bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện. Còn chuyển hàng thì khi mà đặt hàng các bác nhớ nói luôn với em là chuyển nhanh hay chuyển chậm theo yêu cầu của các bác luôn. Bởi vì bây giờ chuyển nhanh tiền bưu điện, tiền cước bưu điện rất là đắt. Chuyển chậm thì hàng lâu đến thì em sợ cây lan nó lại không đảm bảo. Nói chung là các bác sẽ suy nghĩ cái khâu vận chuyển giúp em luôn nhé. Đầu tiên là kim điệp nhựa, kim điệp thơm. Đấy, mọi phiên thì em bán giá là 180.000 một cân. Phiên hôm nay em giảm cho các bác. Đấy, còn 170.000 một cân ạ. 170.000 một cân kim điệp thơm. Đây là mặt hoa nó đâu, em xem còn cây nào có hoa cho các bác xem. Đây. Cánh nhựa. Cánh nhựa và hoa thì rất là thơm luôn. Hoa rất thơm. Đây là kim điệp nhựa, kim điệp thơm 170.000 một cân. Đùi gà tròn. Đùi gà tròn hàng đang ra rễ và ra mầm. Đấy. Đây, mầm đây rất là mập mạp. Cái đùi gà tròn này thì hôm nay em giảm giá cho các bác còn 180.000 một cân các bác nhé. 180.000 một cân. Kim điệp xuân. Kim điệp xuân chỗ này em chỉ còn chắc khoảng tầm 2 cân thôi. Hôm nay em bán cho các bác với giá là 140.000 một cân ạ. 140.000 một cân. Cái chỗ trồn tím này em còn 1 cân. Em tính giá là 180.000 các bác nhé. Trồn tím 180.000. Em còn có ít long tu này. Đấy, long tu này thì thật ra nó cũng không được đẹp lắm rồi. Về các bác làm giống thôi. Đấy, cây nó nhỏ này và nó lẻ, nó rời. Cái chỗ này thì em để lại cho các bác là 20.000 thôi, bao gồm cả hai cái cây hương vani này nhá. Đấy, 20k cái chỗ long tu này thôi. Nhưng mà các bác phải mua kèm với cái gì đấy nhá, không thì 20.000 thì em lại không gửi được. Long tu, cái chỗ long tu đã hoa tím các bác nhé, 20k chỗ này ạ. Tiếp theo là đai châu 150.000 một cây ạ. Đai châu 150.000 một cây. Nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng hôm nay em bán cho các bác giá là 80.000 một cân các bác nhé. 80.000, đây là mặt hoa đây. Mặt hoa nhất điểm hoàng rất là thơm, hoa rất là thơm. 80.000 một cân thôi ạ. Tiếp theo em còn hôm nay thì em có một cái dề Trần Mộng Thu là hồng hoàng lưỡi hổ. Đấy. Cái dề này em bán giá là 180.000 các bác nhá. 180.000. Hồng hoàng lưỡi hổ. Đấy. Tiếp theo là tóc tiên. Tóc tiên thì em có 3 bó, hai bó bên này là 100.000 một bó này, còn bó này là 80.000 này. Đấy. Tóc tiên thì 100.000 và 80.000. Cái karan, cái chỗ karan này là 1 cân 2. 1 cân 2 thì em tính 1 cân cho các bác. Và em để giá là 140.000 cái chỗ này các bác nhé. 140.000 chỗ tiểu kiếm karan này, về các bác có thể trồng được khoảng, nếu mà chậu to cũng phải được tầm 2 chậu đến 3 chậu. 140.000. Tiếp theo cái chỗ tương tư hồng. Tương tư hồng hôm nay thì có một ít nhưng mà cây nó không được đẹp lắm. Đây đây, lá bị cụt cụt như thế này. Đấy, thì cây thì rất là khỏe thôi, chỉ có phần cái lá hơi xấu. Đây, cái chỗ tương tư hồng này thì cũng cân mấy ấy. Thì em cũng để lại cho các bác giá là 100.000 nhá. Tương tư hồng này 100.000. Hái mốc hồng. Hái mốc hồng phiên hôm nay em bán cho các bác giá là 130.000 một cân các bác nhé. Cái này thì một cân được rất là nhiều luôn. Bác nào mua rồi thì biết rồi. Đấy. 1 cân được rất là nhiều, 130.000 một cân. Tiếp theo trần mộng. Trần mộng hôm nay em còn hai cái rể trần mộng số 3 em để giá là 200.000. 200.000. Các bác mua trần mộng thì nên chuyển nhanh các bác nhé, chịu tiền cước cao một chút nhưng mà nó đảm bảo cây hơn. Trần mộng số 1 cũng có giá là 200.000. Đấy, hôm nay em giảm giá cho các bác. Thế còn những cái hàng rời, hoặc hàng dề bé như này thì là em bán giá là 80.000 một cân các bác nhé, 80.000 một cân. Hài trần liên mọi phiên em bán giá là 350.000 một cân. Phiên hôm nay em để cho các bác giá là 300.000 một cân trần liên các bác nhé, 300.000 một cân ạ. Tiếp theo là bóc đô. Bóc đô kiếm đỏ thì phiên hôm nay bóc đô em bán giá là 120.000 một cân. 120.000 một cân bóc đô. Thế còn kiếm đỏ. Kiếm đỏ thì phiên hôm nay em bán giá là 80.000 các bác nhé, 80.000 một cân kiếm đỏ thôi, rất là rẻ. Tiếp theo là phi điệp vàng. Phi điệp vàng phiên hôm nay em bán giá là 100.000 một cân các bác nhé, 100.000 một cân phi điệp vàng, có cả cây thân dài, có cả thân ngắn. Đấy, các bác có nhu cầu lấy thân ngắn hay thân dài thì để em sẽ chọn lọc ra. Đấy, hàng vừa về rất là xanh đẹp luôn. 100.000 một cân phi điệp vàng. Tiếp theo là đùi gà. Đùi gà, đây là đùi gà dẹt. Đấy, đùi gà dẹt nhưng mà là của hàng rừng Bắc Cạn các bác nhé. Đấy. Cái đùi gà này đây, mặt hoa đây, cái bông hoa này nó cũng bị vùi dập rồi nó cũng không còn được nguyên vẹn rồi. Cái đùi gà này em bán giá là 180.000 một cân ạ, 180.000 một cân. Và em còn một ít đùi gà Cao Bằng ở đây. Đấy, còn ít đùi gà Cao Bằng. Đấy, các bác nào mua loại đùi gà nào thì nhớ đặt đơn là đùi gà Cao Bằng hoặc đùi gà Bắc Cạn giúp em nhé. Thật ra thì nó là đùi gà tròn với đùi gà dẹt đấy. Đây là đùi gà dẹt này. Đấy, còn em nghĩ là cái đùi gà Cao Bằng là đùi gà tròn. Tiếp theo là bạch ngọc đuôi công. Đấy, cái mặt hàng này thì nhà em lúc nào cũng về rất là thường xuyên. Và cái này thì có một cái đặc điểm là giá nó khá là cao. Đấy, giá nó khá là cao, rất là nhiều bác thích nhưng mà vì giá cao quá nên là nhiều bác vẫn chưa có trong cái bộ sưu tập địa lan của mình. Thì hôm nay em giảm giá cho các bác trong cái phiên tri ân này. Đấy, em giảm bạch ngọc đuôi công hôm nay em bán còn 450.000 một cân các bác nhé, 450.000 một cân bạch ngọc đuôi công ạ. Tiếp theo là lô hội. Lô hội đây. Để kiếm lô hội này thì hôm nay giảm thôi, giảm 10.000 cho các bác, còn 40.000 một cân lô hội. Và cuối cùng là mạc xuân. Mạc xuân thì phiên hôm nay hàng là hàng giống thôi các bác nhé. Đây, hôm nay Cao Bằng mưa to quá, hàng về nó vẫn còn hơi ướt cái lá này. Đây, mạc xuân thì hàng giống, không được cây đẹp như cái phiên hôm trước rồi. Đấy, một số lá thì bị trâu bò gặm rồi. Cái mạc xuân này em bán giá là 70.000 một cân ạ. 70.000 một cân để các bác mua về làm giống nhá. Nhà em còn có những cái bảng phi điệp Pháp. Đấy, phiên hôm nay em bán giá là 250.000 một bảng cho các bác nhé. Phi điệp Pháp 250.000 một bảng. Đấy, có cả những bảng thân ngắn, có cả thân nó dài một chút. Đấy. Đây là mặt hoa của kim điệp thơm đây các bác ạ, kim điệp nhựa đây. Đấy, đây là chậu của nhà em. Cái chậu này thì lá kẻ kẻ một chút. Thật ra hoa nó cũng chả có gì đặc biệt đâu, nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà em vẫn thích sưu tầm. Cái này thì em trồng thuần được cũng khá là lâu rồi, gần 1 năm rồi. Đây là mặt hoa đây, rất là thơm. Và hoa thì cực kỳ bền các bác nhé. Kim điệp nhựa. Đấy. Đấy là các cái mặt hàng của nhà em trong cái phiên tri ân ngày hôm nay. Rất tiếc là hôm nay hàng về không được nhiều bởi vì Cao Bằng đang mưa rất là to các bác ạ. Mưa suốt 2 ngày nay rồi nên là người dân không đi rừng được. Nên là các bác ưng cái loại nào trong cái phiên hôm nay thì gọi điện hoặc là nhắn tin cho em vào số điện thoại 0914 996 482 các bác nhé.